tiên là đi đến phân khúc giá rẻ trước đi ha. Thì chiếc điện thoại mà thuộc phân khúc giá rẻ mà mình muốn gửi cho mọi người ngày hôm nay sẽ đến từ nhà Samsung, đó là Galaxy A24. Hiện tại khi mua sản phẩm Galaxy A24 tại Thế Giới Di Động thì các bạn sẽ được giảm giá đến gần 30%, nên mức giá chỉ còn dưới 5 triệu thôi. Cũng như là khi mua các bạn sẽ nhận rất nhiều ưu đãi, là có cơ hội trúng 30% bộ quà giá trị đến 25 triệu đồng, cũng như là giảm thêm 3% khi mua cùng với sản phẩm có giá cao hơn. Thông tin chi tiết thì mọi người có thể xem em mấy đường link mình để phần mô tả nha. Samsung trang bị cho Galaxy A24 một cái màn hình Super AMOLED 6.5 inch với độ phân giải là Full HD cộng, cho ra một cái khả năng hiển thị sắc nét và ấn tượng, và với độ sáng màn hình lên tới 1000 nits tối đa, thì đây cũng là một điện thoại có màn hình tốt trong khúc giá bán. Và đặc biệt với tần số quét 90Hz nên là mọi cái thao tác sử dụng trên màn hình, đặc biệt là các chuyển động trong game đều hết sức là mượt mà. Và dù không được đi kèm với chip Snapdragon nhưng mà hiệu năng của A24 vẫn được đánh giá rất là cao khi máy được trang bị con chip là MediaTek Helio G99, được xây dựng trên tiến trình là 6 nanomet và chipset này sẽ có hiệu suất tối đa là 2.2 GHz nên mọi người có thể hoàn toàn chơi các tựa game nhẹ một cách mượt mà. Và so với các chipset giá rẻ khác thì đây vẫn có một sự nhỉnh hơn. Máy được trang bị viên pin có dung lượng lớn là 5000mAh, đủ cho mọi người có thể sử dụng được cả một ngày dài, và cũng như được trang bị mức sạc là 25W, dù không phải là quá nặng trọng trong phân khúc đâu nhưng mà cũng không quá chậm nên là có thể khiến người dùng hài lòng. Máy được trang bị cụm 3 camera gồm camera chính góc rộng 50MP, cảm biến góc siêu rộng là 50MP và cảm biến macro là 20MP. Với cụm camera này thì chiếc điện thoại Samsung A24 cho ra những cái bức ảnh chụp bằng camera chính và góc rộng trong điều kiện đầy đủ sáng, có chất lượng rất là tốt, tọa độ chi tiết hình ảnh cao cũng như là màu sắc chân thật. Và tiếp theo đến với phân khúc tầm trung thì mình sẽ gợi ý cho mọi người một chiếc điện thoại cũng vừa được mới ra mắt gần đây thôi và đã nằm trong top hot search suốt một thời gian dài kể từ khi nó ra mắt. Thì chiếc điện thoại chính là Redmi Note 13 Pro 5G. Đặc biệt là mẫu điện thoại Redmi Note 13 Pro 5G chỉ được bán đặc quyền tại Thế Giới Di Động thôi, cùng với ba màu sắc là tím, xanh và đen, cũng như khi mua sẽ có rất nhiều chương trình ưu đãi và mức giá hiện tại chỉ nằm dưới 9 triệu thôi. Nếu mà người quan tâm về sản phẩm này thì hãy xem thêm ở đường link mình để dưới phần mô tả nha. Máy được thiết kế nguyên khối quen thuộc với 4 góc được bao cong mềm mại, nhìn rất là nhẹ nhàng uyển chuyển, và giờ vẫn có sự bao góc này nên nếu mà người dùng có sử dụng trong một thời gian dài thì cũng sẽ không có cảm giác bị cấn tay hay là khó chịu. Và máy cũng nổi bật với bộ 3 camera, đặc biệt là camera chính có độ phân giải tới 200MP, hình ảnh cho ra sẽ có độ trong trẻo nè, chi tiết tốt, màu sắc được xử lý và làm cho sống động hơn so với thực tế. Tuy nhiên là rất là vừa chứ không phải gây quá được như một số mẫu điện thoại khác. Máy cũng xử lý được hình ảnh rất là tốt trong điều kiện chụp đêm. Máy cũng được trang bị con chip là 7S Gen 2 nên có thể đáp ứng được cho người dùng trong cả một ngày dài với các nhu cầu sử dụng từ cơ bản nhất như là học tập nè, làm việc, lướt web xem phim hay là giải trí với các tác vụ game nặng hơn như là PUBG, Liên Quân. Và nếu như mọi người chơi các tựa game này á thì vẫn có thể ổn định nếu như chơi với mức cấu hình phù hợp nè. Và nếu như chơi trong một quá thời gian ngắn thì cũng sẽ không có tình trạng bị nóng lên đâu. Máy cũng được trang bị viên pin là 5000mAh cùng với sạc nhanh 67W nên có thể đem cho mọi người có thời gian sử dụng cả một ngày dài. Và nếu như có hết pin nó giữ chừng á thì thời gian sạc lại cũng không mất quá lâu đâu nè. Còn cuối cùng trong phân khúc cao cấp thì sẽ có rất nhiều mẫu điện thoại mọi người có thể mua được rồi. Bởi vì đã nói đến chữ cao cấp á thì các sản phẩm thuộc phân khúc này đều rất là tuyệt vời, đáp ứng hoàn toàn được cho tất cả nhu cầu của người dùng luôn, thậm chí là nhiều hơn những gì mọi người cần nữa. Và trong đó cái mẫu điện thoại mình sẽ gợi ý cho mọi người mua trong thời điểm này sẽ là iPhone 15 Pro Max. Hiện tại mức giá của mẫu điện thoại iPhone 15 Pro Max tại Thế Giới Di Động đã ổn định hơn rất là nhiều rồi, chỉ còn hơn 30 triệu thôi. Cũng như là khi mua các bạn sẽ có cơ hội thu cũ đổi mới giảm đến 2 triệu đồng tùy theo model máy, và sẽ có 3 phiên bản một nhớ cho mọi người lựa chọn là 256GB, 512GB và 1TB. Mọi thông tin chi tiết mọi người xem thêm ở đường link mình để dưới phần mô tả nha. Khung viền titan cũng là một trong những thay đổi nổi bật của iPhone 15 Pro Max, và điều này làm cho trọng lượng của máy nhẹ hơn đáng kể so với hệ tiền nhiệm của nó là iPhone 14 Pro Max. Do đó trải nghiệm cầm nắm cho iPhone 15 Pro Max trên tay rất là thoải mái và dễ chịu. Và bên cạnh đó, sự thay đổi từ cổng sạc Lightning thành cổng sạc USB-C cũng như là một cuộc cải cách luôn, bởi vì đem lại quá nhiều sự tiện lợi cho người dùng. Máy cũng nổi bật với bộ 3 camera sau khi camera chính có độ phân giải là 48MP, kết hợp cùng với camera góc siêu rộng và camera tele đều đạt 12MP. Điều này cải thiện được khả năng thu sáng nè, làm việc chụp ảnh trong môi trường ánh sáng yếu trở nên thuận lợi hơn nhiều và ít bị nhiễu hạt hay là bị nhòe mờ. Máy cũng được trang bị con chip là Apple A17 Pro, và chip này không chỉ cung cấp tốc độ xử lý nhanh hơn so với Apple A16 Bionic mà còn đem đến hiệu năng vượt trội. Và cấu hình cao của máy cho phép thực hiện mọi tác vụ một cách mượt mà và nhanh chóng hơn, từ chơi game đến chỉnh sửa video 4K, đảm bảo rằng chip Apple A17 sẽ không làm bạn thất vọng. Và máy cũng được trang bị viên pin là 4401mAh cho bạn sử dụng thời gian cả một ngày dài vô tư. Và biết trên là top 3 mẫu điện thoại được khúc giá rẻ nè, tầm trung và cao cấp mà mình muốn gửi cho mọi người để mua trong dịp đầu năm nay. Và nếu như mọi người cảm thấy mẫu điện thoại nào khác cũng đáng mua thì comment bên dưới nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem hết video này, cũng như nếu video này hay á thì đừng quên để lại một like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.